Hồi chú mà còn nhỏ nhỏ chú đi ngang đây là chú sợ ma chết mồ luôn, chạy không. Dạ. Ờ, không có dám đi. Cô biết sự tích cây dầu này không con? Cái giờ đây lâu rồi. Hồi ông bà hồi xưa mất rồi, hồi đó tới giờ hưng cho mẹ mình mất, ví dụ ông bà. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Theo tiếp tục gom gũi hành trình gom gũi hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại phường 7 thành phố Trà Vinh để quay cho cô bác anh chị xem chiêm ngưỡng về một cái cây dầu dù. Ở đây thì người dân thành phố Trà Vinh thì gọi đây là cây dầu dù. Thì theo niên đại thì cây dầu này theo một số nhà khoa học thì nói cây dầu này khoảng tồn tại khoảng 800 năm. Chúng ta nhìn thấy là ở đây là về tín ngưỡng của người dân thì ở đây là có những cái hương chân hương để mọi người có thể mà thờ cúng. Điều đặc biệt ở đây là rễ của các cây này được mọc ngược lên, lồi lên. Thì sự tích cây dầu này như thế nào thì cô bác anh chị cùng nghe người dân ở đây kể về cây sự tích cây dầu này. Về theo nhận định của mình thì cây dầu này khoảng 4 đến 5 người, về thân của cây dầu 4 đến 5 người ôm vẫn không xuể. Và đặc biệt là rễ, chúng ta đã nhận thấy là rễ ở đây, rễ của cây dầu được bò rất là dài. Về cái tán của các lá cây thì chúng ta có thể nhận thấy là bao cả một cái sân này, mát rất, ở đây rất là mát. Về vỏ rất là xanh xui. Rất lớn luôn. Về cái nhánh ở trên đó thôi cũng đã thấy đủ lớn rồi. Dạ, con xin phép chào chú. Chú mình sống ở đây lâu chưa chú? Chú mướn đất ở đây bán vừa khoảng 4 năm rồi. Dạ, chú là người dân ở Trà Vinh này luôn hay sao? Ở trong thị xã, trong thành phố. Trong thành phố, trong thành phố Trà Vinh này. Từ nhỏ đến lớn giờ chú sống ở đây? Sống ở đây. Dạ. Hồi trước kia là ông già chú là ông nghe ông kể thôi nha. Chứ dạ, mình thật sự ra là mình cái dạng tuổi mình với tuổi ông già mình cũng chả có biết gì đâu. Truyền miệng thôi chú. Truyền miệng với nhau thôi. Nhưng mà cây này á, hồi đó ổng nói là cây này một người ta, mấy người kiếp trước á trồng ngược. Rồi á, hồi ổng lớn lên là ổng biết cây này rồi, nhưng mà mình ở đây á, thì nghe đồn miệng thôi. Nghe mấy người mà khoa học á, người ta dự đoán thôi. Ta dự đoán mà chưa có thật sự là chính xác đâu. Dự đoán là chỉ gần 800 năm tuổi thôi, chứ chưa tin chính xác nữa. Đó. Rồi còn nghe một số chuyện nữa, cũng như người ta nói á, cây dầu dù này á, hồi trước kia mấy người trồng này nè, hôm trồng nếu mà trồng đâu 90 cây á, nếu mà cây này mà nó có sống đi nữa, nếu mà nó có sống á là đất nước mình sẽ được bình yên, còn nếu mà nó chết đi thì đất nước mình sẽ chiến tranh nữa. Đó, nghe ông bà ta kể lại vậy thôi. Đó là câu chuyện mình truyền miệng. Câu chuyện truyền miệng thôi. Chứ dạ. Thật sự ra nói chung là nếu mà cây thật sự khoảng gần 800 năm tuổi là không ai biết được. Dạ. Nó qua rất là nhiều đời người. Rồi. Dạ. Ừ. Bởi mình không có biết được. Nếu như 800 năm tuổi thì ra 7-8 thế kỷ. Ờ, 8 thế kỷ mà chưa đây, hiện bây giờ là mình mới có 70-80 rồi, chết mẹ rồi thì đâu còn. Dạ. Còn ai mà sống được 100 cũng ngày có. Ngày xưa vậy thì khi mà chú còn nhỏ thì cây dầu này đã lớn như vậy lớn chưa? Lớn rồi.
lớn, nhưng mà hồi chú biết cây dầu này á, thì ở đây đường đất, mà cây dầu này thì ở trước này là cây nó mọc bích bùng hết, nó che cái gốc bích hết. Dạ. Chỉ thấy tàn thôi. Dạ. Không có thấy cây dù. Mà người ta hồi hồi chú mà còn nhỏ nhỏ, chú đi ngang đây là chú sợ ma chết mồ luôn, chạy không. Dạ. Không có dám đi. Rồi thời gian sau này mấy ông này mở đường này kia cái nọ, rồi có người ở rồi lại dọn dẹp, rồi sau rồi chú mướn đất ở đây nè, chú bán dưa dọn dẹp sạch sẽ, rồi khách du lịch nó tới tấp nập đông lắm. Nói chung là trong tỉnh mình là không khách tham quan không nhiều đâu, chỉ có dân Campuchia nhiều nhất, dân Campuchia qua là 100-200 người vậy đó. Dạ. Dân Campuchia qua nhiều lắm, còn mình ở đây thì ít lắm. Mình cũng có vậy, các tỉnh rồi ngày nào cũng có khách lại thăm viếng đốt nhang. Dạ, đài thăm viếng để mà đốt nhang cầu nhang. Dạ. Chú giờ thì chú có nghe những cái câu chuyện gì nghe bà kể xung quanh cây dầu không chú? Chú không biết cái vụ đó, chú không biết. Dạ. Người ta tín ngưỡng, người ta cũng như là tín ngưỡng cái cây này lớn như nè, rồi có nhiều thần linh này kia cái nọ, có cúng quải đâu nhiều lắm. Dạ. Khi mà có cây dầu thì cái ngôi miếu của ông ở trong đó là có lâu chưa chú? Cái miếu này chú cũng không biết hồi nào nữa. À. Nhưng mà cái miếu này thì chắc nó cũng lâu lắm rồi, nhưng mà chắc không, cái miếu này tuổi thọ không bằng cây dầu đâu. Dạ. Trước khi cây dầu bự người ta mới lập miếu, phải không? Dạ. Thường thường là vậy đó. Dạ. Con nghe nói một số thông tin là con nghe đồn đại là trước đây có một thầy sư ở bên Ấn Độ qua trồng rất là khoảng mười mấy cây dầu, có một cây dầu này là mà trồng ngược, rồi sau đó là những cây dầu còn lại là mà chết hết, chỉ còn cây dầu này thôi, có không chú? Chú cũng nghe nói vậy đó, nghe nói trồng 90 cây. Dạ. Mà trồng ngược mà chỉ có con cây này sống thôi. Dạ. Chú chỉ nghe tiền miệng thôi nha, chứ chú thật sự ra chú không biết gì á, mình cái dạng mình còn nhỏ mà đâu có biết được. Dạ. Chỉ nghe vậy thôi. Có những cái câu chuyện nào ly kỳ xung quanh cây dầu mình không chú? Chú ở đây chú không gành ha. Dạ. Cái đó phải hỏi người lớn hơn nữa, mà người lớn bây giờ đâu còn ai lớn hơn nữa, thì cỡ chừng 80 tuổi thôi, chứ chú bây giờ cũng 60 mấy tuổi rồi. Dạ. Còn lớn hơn nữa thì cho lớn hơn nữa thì cỡ 100 tuổi thôi. 100 tuổi bây giờ mà đi tới đây mà để kể cái câu chuyện này cũng chắc đi cũng hết nổi à. Dạ. Điều đặc biệt là cây dầu con đấy rễ mọc ngược lên, nổi lên trên mặt đất. Cái này chắc ảnh hưởng là cây dầu nó lớn hết sức rồi, cái rễ nó cũng lớn rồi, nó nhô lên từ từ. Dạ. Mình nghĩ vậy thôi chứ mình cũng không biết sao nữa, chỉ nghĩ vậy thôi. Chú thì cũng không có biết gành về sự tích của cây dầu này. Không, chú sự tích cây dầu rồi chú không gặp, chú nghe đầu miệng thôi, thì chú biết cái nào chú kể nấy thôi. Dạ. Thì chú cái mà người ta nói là cái nhà khoa học và nghiên cứu người ta dự đoán thôi. Dạ. Chứ chú cũng không biết nữa, thì chú cũng nghe tiền miệng thôi, ta dự đoán vậy thôi. Dự đoán là gần 800 năm tuổi. Con nghe nói là một số một thông tin là con được biết á, là khi mà trước đây là có một số người bóc vỏ để đem về nấu nước uống, có không chú? Có. Ở ông chủ đất ông dán cái bảng đó. Dạ. Cái chú mướn ở đây thì ông chủ đất ông kêu mình quản lý giùm. Dạ. Cũng như coi trong khắp coi giùm, cũng như mấy người nào mà lại bóc vỏ cây á, mình không có cho. Cái mấy người bóc vỏ cây á, người ta cũng tính hơn ngưỡng. Bóc vỏ cây á, một là về nấu nước uống cho mình có tuổi thọ bằng cái cây này, hoặc là mình bệnh mình nấu nước đó mình uống hết, là cũng như là ta tính ngưỡng vậy. Nhầm người cũng thấy, nhầm người cũng có hết vậy.
người ta mới đến tín ngưỡng chứ, nếu mà không hết ta lại làm gì, ta bóc cái vỏ làm gì. Mọi người thì lại lụm lá cây rồi hút hút cát. Dạ. Đa dạng hết. Hiện bây giờ thì người ta còn có lại bóc vỏ cây nhiều không chứ? À, cũng có gai bóc. À. Nhưng mà mình thấy mấy người bóc vỏ thì mình kêu người ta đừng bóc, nếu mà mỗi người bóc chút xíu á thì nhiều người nó sẽ từ từ cây dầu nó sẽ chết. Dạ đúng rồi. À. Ảnh hưởng đến cây. À, ảnh hưởng đến cây, mình đâu có cho người ta bóc. Ông chủ ông mình mướn ở đây thì ông chủ ông cũng kêu mình trông coi giùm cho ông. Thì thí dụ đặt trường hợp có khách du lịch đến đông thì mình điện kêu ổng lại, ổng quay phim này kia nọ, ổng lên Facebook rồi lên chú biết về ngôi miếu, chú không biết về sự tích ngôi miếu à? Ngôi miếu thì chú không biết. Con thấy ngôi miếu có thờ một vị sư. Vì nhưng mà cái ngôi miếu đó là thờ ông Lục Tà. Dạ. Nói chung là cũng linh lắm. Dạ. Người ta đến cúng nhiều lắm. Ngày nào cũng cúng, ngày nào cũng đến hết. Dạ. Nhưng mà dân địa phương hoặc là dân ở xa thì cũng có người từ ở bên kia người ta qua người ta cúng, người ta đốt nhang, người ta giấy cúng nhầm người thì người ta có cái hụ sự gì á, gắt gối á, lợi người ta đốt nhang, người ta giá. Dạ. À, cho mình có cái tai qua nạn khổ gì á, suôn sẻ. Suôn sẻ trong lòng ăn đồ. À, cũng linh đó, Lục Tà này cũng linh đó. Dạ. Nói chung là Lục Tà linh đó. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú rất là nhiều. Chú tên gì hả chú? Chú Tống. Chú Tống, chú năm nay nhiều chú rồi con quên nè. Chú năm nay 61 tuổi. 61 à, dạ cũng là ở đây nè. Cũng lục tầng nghe chú ha. Cũng sống hơn 60 năm rồi. Rồi con chào chú nha. Nói chung là mình lớn tuổi mà mình cũng chưa có biết về cái cây này. Dạ. Đưa bia nữa ơi. Cô bán đồ ở đây gì cô? Có nhiều đó. Dạ. Cô ở đây lâu chưa? Tôi ở quá là. Mà tôi bắt ngoài đường á, tôi lại ngừng bán hai trứng được. Dạ. Trứng ngỗng hay gì cô? Trứng ngỗng, ba trứng cằm. Dạ. Không có trứng này gần đẻ thôi. Cô thường bán ở đây hay gì? Nhà ngoại có ngày không á. Nhà có ngày không? Có người chắc chứ có sáng trong khu trứng. Nhưng mà cô thường bán ở dưới gốc cây dầu này hay sao? Ồ, bán quá chùa đó, chỗ này có đụng chùa đất á. Người ta không cho bán ha. Những người diệt ta ở cái dinh nè. Hồi sáng tôi bán được 4 trứng, tôi đi. Dạ. Tôi lấy dần có nữa. Cô có thường lại đây không? Tôi ở lắm, nó không có vô, không lần vậy. Cô người Khmer hay sao? Người Khmer mà. Cô người Khmer? Dạ. Dạ. Nên cô sống vậy đó, đi ngoài đường vậy á. Cô nói tiếng Việt gần ha. Tiếng Việt cũng biết, Khmer cũng biết. Dạ. Cô biết sự tích cây dầu này không cô? Cái vậy đây lâu rồi. Hồi ông bà hồi xưa mất rồi, hồi đó tới giờ hơn cha mẹ mình mất. Ví dụ ông bà hơn 100 tuổi ha, hồi này là hơn 100 tuổi, 200 tuổi rồi đó. Lâu. Dạ. Rồi. Hồi trước ta để cái gốc ở dưới nè. Ta để gốc lên. Cái ngọn ở dưới. Cái ngọn ở dưới. Ta trồng đó là thấy xong là người dân tộc mình có phải nữa đó. Còn xuống có chùa có này kia. Đó. Mình được hưởng vậy phần nào đó. Thì dù mỗi ngày làm việc làm vậy nè. Mà người dân tộc ta đâu có bỏ. Chỗ nào cũng có chùa, chỗ nào cũng có chùa. Người dân đâu có như mình đâu. Thí dụ mình chết đi đem đi chùa theo. Người dân đi chôn ở trong rừng bỏ vậy không á. Thấy không? Vậy đó. Cô nhiêu tuổi rồi? Tuổi sao cũng 7 rồi. Dạ. Tiếng Cam, tiếng Khmer thì cô tên gì? Khmer là Kim Thị Giang. Kim Thị Giang. Dạ. Dạ. Tôi đi bán ngoài đường chắc khi có dùng mua. Rồi hồi Tết này dùng mua. Con nghe những cái câu chuyện nào hay hay về cái xung quanh cái dù này không? Cái dầu này không? Ở xung quanh này, thí dụ mình bệnh hoạn gì mình lợi sinh đi. Được nhân gia cho mình khỏe vậy đi. Nói được, linh lắm. Dạ. Ô cái dù này khoảng 6-7 người ôm không sể. Ừ, nhiều người đó, nhiều đời nữa đó. Dạ.
hồi ông bà cha mẹ tôi hồi xưa, ông nội ông ngoại ông cô gì hồi xưa đó thầy cũng còn á, ông nói nha, con cháu ở xong tôi hồi đó tôi cây dầu đó lớn là mình có phước á, mà ông bà không ở tôi tôi đó đâu đó, nói vậy đó. Dạ. Ở chỗ đó mát quá, ai cũng lại ngồi chỗ này, xe taxi cũng lại đó. Dưới bóng cây này rất là mát. Mát á, ai cũng lại đây, mạnh khỏe, ngồi khỏe. Dạ, ngồi là khỏe. Ngồi rất buồn ngủ lắm. Lại đây vô có người ta lại chơi, người ta dùng mua vậy đó, cho tiền không ta uống. Thì mình bán gì nó tội nghiệp, người ta dùng mua vậy đó. Dạ. Đâu có bậu là mua, có mua đen linh lắm. Rồi con cảm ơn cô ha. Dạ. Rồi con chúc cô sức khỏe. Dạ. Cô nói tiếng Việt cũng gành quá. Ở chỗ đâu vậy? Con ở Đồng Tháp. Dạ. Rồi con chào cô ha. À, theo chia sẻ của chú Tống thì đây là cái phần mà vỏ của cây, thân cây, và những cái vết này là do mọi người tin tưởng và lại đây bóc vỏ về nhà nấu uống để đi bệnh đây. Cầu gì cầu đi. Dạ, em bạn. Tại vì nhầm người ta không tin thì đó, chứ em lúc trước em cũng như làm giấy tờ thì khó khăn ấy, nhưng mà cầu người ta này chứ cũng làm từ từ được á. Dạ. Rồi lúc đầu người ta nói không tin, chứ mình đi mình tin mới mới có, chứ không. Dạ. Là mình đi là không, cái lòng tin mình không có là coi như cũng không có. Rồi em cảm ơn chị nha.